của Cà Phê Sáng với VTV3. Cảm ơn quý vị đã cùng thức dậy cùng với Xuân Thúy và Hoàng Quân để thưởng thức ly cà phê sáng cuối tuần hôm nay, chủ nhật cuối cùng của tháng 10, ngày 29 tháng 10 thưa quý vị. Một không gian nghệ thuật trong rừng. Sáng ngày 28 tháng 10, Không gian nghệ thuật trong rừng 2017 đã chính thức khai mạc. Chương trình năm nay giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật các tác phẩm điêu khắc và hội họa của 17 nghệ sĩ tên tuổi của Việt Nam và quốc tế. Loạt tác phẩm điêu khắc năm nay đem đến cho công chúng những ấn tượng thị giác độc đáo từ sự thăng hoa của bàn tay người nghệ sĩ trên chất liệu gỗ và kim loại để diễn tả tinh tế những góc nhìn khác biệt về cuộc sống, mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Tôi chỉ hy vọng từ những em bé nhỏ như đang dạo chơi ở đây hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, có năm và được va chạm nhiều hơn thì cái về văn hóa và cái ý thức trong cộng đồng về thẩm mỹ hay là về cái cách ứng xử với nhau khi mà có văn hóa rồi nó sẽ được đẩy lên và nó tốt hơn. Thì cái mục đích cộng đồng vẫn là mục đích quan trọng nhất của dự án. Sau hai lần tổ chức rất thành công vào năm 2015 và 2016, chương trình đã quy tụ được rất nhiều các nhà điêu khắc tài năng từ các nền mỹ thuật lớn trên thế giới tham gia lưu trú sáng tác.